Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại một kênh Duy Khải nữa anh em ơi. Và ngày hôm nay ở video này chúng ta sẽ tiếp tục sau đồ cổ thủ mèo con cho anh em xem. Ở lần này thì sau khi cao thủ mèo con đạt cho mình được cái ngũ độc tăng trưởng môn thì cao thủ này đang sở hữu và có cho mình một quả ấn tín nha anh em. Sau khi lên tăng trưởng môn sẽ có một ấn tín khác cả anh em. Âm phong thực cốt một cấp, hiền âm chảm một cấp, đoạn cân hữu cốt một cấp, nói chung là sự kiểu chiến đích đều tăng cho mình một cấp, hạn sử dụng hơn 20 ngày. Để kèm đó là một con ngựa thối phiến phi dân, khá là cả 4 nha mọi người, cũng hạn sử dụng hơn 20 ngày. Đó là những phần quà tăng trưởng môn, kèm với một cái đao chống phái, độc nhân đao, tốc độ đánh 30, độc sát 30 điểm, ngoại công trên lăng và sát thương hùng lý ngoại 80%, độc sát nội 30 điểm trên lăng và banh sát 74 điểm, đạt mốc 73 luôn nè. Nói chung là một cái đao tăng trưởng môn khá đẹp nè, khá chất lượng luôn. Và cái đao này thì cũng tăng trưởng môn, hạn sử dụng hơn 20 ngày nha mọi người. Đó, thì sau khi lên tăng trưởng môn thì cái bộ ba này chắc chắn sẽ được tặng như em ơi. Và với sở hữu hơn 20 ngày thì có thể nói là bôn tạo giang hồ khá là ok luôn nè mà. Rồi, đi kèm với một cái trang sức kháng cả năm và một vị phẩm kháng cả 10. Và đang đi kèm cho mình một set hiệp cốt phục hồi 50, sinh lực 199, có thể khá đẹp, nhận mắt 24 luôn, từ mọi kháng cả năm luôn. Chung là có thể nói là một set hiệp cốt mắt option. Thời gian đọc thì cái này chưa mát lắm, 40 mới mát cho nè. Rồi, để kèm cho mình đó là một cái nón thủ lý làm chậm 23-40, một con tay thủ lý làm chậm 25-40, sinh lực 1 lực 18x, đó, hai cái 10 điều 18x hết. Một đánh lưng thủ lý làm chậm 23-40, sinh lực 1 lực thông pháp 20. Và một đôi giày tóc 40, kháng lô 30. Có thể nói là chắc là chưa có đôi giày này mà, nếu có đôi giày thì có thể tăng trang vào chỗ này là đôi giày thủ lý thì nó sẽ đẹp hơn dành cho anh em đọc này mà. Còn nếu mà đi liên đấu hay là đi hồi đi đơn đấu hoặc là gì đó thì nếu mà muốn win giỏ đan con lông chắc cú thì thử mang món này cũng được, thêm ít khăn luôn. Rồi, có cho mình thêm một cái nhẫn kháng băng 25. Đó, nói chung là với kháng băng này và kháng băng này thì tương đối kháng băng trên 60 này mà. Kèm với người này này thì kháng băng tương đối 70-75. Kèm với rèn điện sư trên đầu này nọ thì ạc này cũng được kháng băng khá ok. Lượng kháng hỏa thì vẫn chưa thấy là vì mang đao này thì không có kháng hỏa. Không có kháng hỏa nhưng mà phòng thủ thì có thể nói là mát đó. Rồi, nói chung thì với ạc này thì 105 độc ạc cũng khá là cấp khá là cao. Với hạng 35 ạc này Khải nghĩ chắc cũng phải cấp 132. Mát sách vỡ nè mà, ạc này thì Khải tìm hiểu thì ạc này đã mát sách vỡ nha. Ạc này cấp 133 nè mà, cấp 133. Hôm trước ạc Duy Khải của mình cùng Khải năm độc gặp chung kết với mèo con nè. Thì với ạc này thì mát sách vỡ nè là ạc Duy Khải Khải giao cho người đánh thì đánh không lại được nè. Tại vì thua sách vỡ quá trời nè, kỹ năng cũng đang thua quá trời luôn. Đánh không lại. Chung là ạc này quá khỏe rồi nè mà. Rồi, nói chung thì một trong những sách đồ khá đẹp nè mà. Tổng sơ qua thì sách hiệu cốt này ở server tầm khoảng tầm 700.000 nè mà. Khoảng 700.000, khoảng 10 kim quay đầu thôi. Tầm này thì rẻ rồi. Hồi xưa thì vài triệu nhưng mà tầm này thì còn 700.000 là có thể mua được một sách hiệu cốt tương đối đẹp này. Rồi, đi kèm với một đai lưng khoảng tương đương, đai lưng này thì mắc lắm. Đai lưng này khoảng tầm, bây giờ khoảng tầm chắc khoảng 1 triệu, 1,5 triệu gì đó. Nón này thì rẻ, nón này cũng vài trăm nghìn. Bao tay này thì khá mắc nè. Bao tay này ở đỡ một mũi chắc phải 1,5 triệu luôn. Hai món này tương đương 3 triệu. Nói chung là 3 món tím, 4 món tím này tương đương khoảng tầm 4 triệu nè, 4 triệu. Kèm với set này khoảng tầm vài trăm nghìn. Chung là tổng set đồ này thì khoảng 5 triệu nè mà. Tổng set đồ này trên dưới khoảng 5 triệu. Còn những món hàng sử dụng này không tính nha. Đó, quá đẹp. Dành cho một trong những cao thủ tăng trưởng môn 5 độc như nè. Quá dữ. Rồi, nói chung thì thay mặt mèo con xin cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đó là cho cao thủ mèo con một like chia sẻ ủng hộ cho nha. Và đừng quên like chia sẻ ủng hộ Khải mạnh luôn nha anh em ơi. Và hẹn anh em ở những video tiếp theo, Khải sẽ sau đồ tiếp theo cho anh em xem nha. Kính chúc anh em một ngày mới xem live vui vẻ nha anh em.